mày chết. Chúc ơi. Hôm nay sinh nhật mày đúng không? Mày thích cái gì mày cứ mua đi, tao trả tiền hết. Ok. Tính tiền hết cho anh. Trúc ơi, anh mua đồ cho em đây. 10.763.000. It was at this moment that he knew he fucked up. Tiền đó mình trả. Ai xe đi rồi chốt rồi, đâu ngộ với mày mà chốt rồi. Xin lỗi, tha lỗi đi, tha lỗi đi. À, nè hỏi nè. Chúc ơi. Anh. Ơ cái gì vậy? Ta ra, ta ra, ta ra. Nope. Chẳng là gì hết. Trời ơi, dễ thương quá trời, đẹp 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 đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Bố mình diện nó lâu lắm rồi đi nhá. Nhiều mày là mô xin đề yêu. Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé.